Diêu Hổ. Có. Bãi giá đến thang một cát. Dạ. Hề Quan Cục. Nào nào nào, theo sát vào, mau lên. Mau lên, nào nào nào. Từ từ, để ý dưới chân đấy. Từ từ thôi, tới đây, đi mau. Cẩn thận. Từ từ thôi. Mau lên, nào, cẩn thận. Đây, đây, đây. Chính là chỗ này. Đào thông chỗ này, chính là suối Thanh Linh. Đúng vậy. Đại ca sẽ không gặp chuyện gì chứ. Không sao, hắn sẽ tự ứng phó. Cẩn thận chút. Phải đào thông. Nào, đưa ta. Cẩn thận. Sắp được rồi. Ôi. Thế nào? Là suối Thanh Linh. Nước, nước suối. Đáng nghiện ghê. Sao mặn quá vậy? Mặn là đúng rồi. Ông nội của ông nội ta từng nói, nước suối Thanh Linh hơi mặn, không chỉ làm đẹp mà còn dưỡng nhan. Dưỡng nhan được đó. Thật à? Tát một ít lên mặt đi. Nào nào, xoa lên mặt đi. Đang mở mắt, đừng xoa. Chà. Thêm đi, đục thêm đi. Nào, được được, tốt quá rồi. Tránh ra, để ta. Mạnh lên nha cô nương, cẩn thận đấy. Mạnh lên nha. Tốt quá rồi. Tốt rồi. Chúng ta sắp ra rồi. Chuyện gì thế này? Diêu Hổ. Có. Đi mau, đi mau. Đi mau, đi mau. Đi đi. Chỉ Lan, cô không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Ta không sao. Vậy thì tốt. Ngươi làm gì thế? Quan Tam Muội, rốt cuộc cô là ai mà dám đào đường hầm, còn đào tới thang mộc cát? Ta được rồi, ta nói thật, vì ta thích chủ thượng cho nên mới bất chấp đào đường hầm để nhìn lén ngài. Ta vốn cũng nghĩ cô thèm muốn ta, mới tốn bao công sức tiếp cận ta. Nhưng mà chuyện đường hầm khiến ta không thể không nghi ngờ. Nghi ngờ gì cơ? Ngài sẽ không tưởng là ta định giết ngài chứ? Nếu ta muốn giết ngài thì lúc đầu việc gì phải cứu ngài? Nói thì nói thế, nhưng cô nói cô đào đường hầm chỉ để nhìn lén ta. Nghĩ thế nào cũng thấy vớ vẩn. Đó là vì, đó là vì, vì ngài chẳng hề biết gương mặt tuấn tú của ngài đã đạt đến cảnh giới khiến chúng sinh mê đắm.
Từ lần đầu tiên gặp Ngài, ta đã rơi vào lưới tình sâu không thấy đáy. Đêm nào ta cũng nhớ Ngài đến mức trằn trọc không yên, không thể vào giấc. Vậy nên ta mới bất chấp đào đường hầm để nhìn lén Ngài. Vậy tại sao lúc thì cô dịu dàng, lúc thì lại sỉ nhục, thậm chí có lúc còn dùng quyền cước với ta? Ngài không biết. Ngài không biết, nữ nhân đều nghĩ một đằng nói một nẻo à? Được rồi, ta biết bây giờ ta có nói gì thì Ngài cũng không có tin ta rồi. Ta vốn đem lòng hướng về trăng, nhưng trăng sáng lại chiếu nơi khác. Cứ coi như ta gửi gắm tình cảm nhầm nơi. Chủ, bình tĩnh. Ta có mối thù không đội trời chung với hắn, sao ta có thể rung động với hắn được? Nhị ca đào đựng hầm kiểu gì không biết, đều tại nhị ca. Đúng rồi, đẹp trai quá cũng khiến người ta phiền não. Ta thật hâm mộ những kẻ có khuôn mặt tầm thường. Chủ thượng, ban nãy vi thần lần theo nơi xuất phát của đường hầm, nhưng không ngờ nửa đường lại sập mất. Ngươi không bị thương chứ? Với thân thủ của vi thần thì sao bị thương được? Chỉ tiếc là còn một chút nữa thôi là bắt được chúng rồi. Đường hầm này chắc chắn không phải một chốc một lát mà đào được. Lập tức đi điều tra xem ai là đồng đảng của cô ta. Dạ. Ta đã tìm đại một lý do để lừa hắn rồi, nhưng chắc chắn hắn sẽ không tin là một mình ta đào đường hầm đó. Vậy nên chúng ta vẫn phải nghĩ cách để đối phó. Cha, không sao chứ? Các ngươi muốn ám sát Liễu Hiên Minh cơ à? Người ta sợ quá đi. Dịch Dương Quân, sao chúng ta lại ám sát chủ thượng được chứ? Chúng ta vô cùng trung thành với chủ thượng. Thật là, ngươi nói sao đường hầm lại thông tới thang một cát? Vậy chẳng phải là gài người ta sao? Ta nói các ngươi biết, với tình hình lúc đó, nếu không phải ta phản ứng nhanh thì chúng ta tiêu đời hết rồi. Lần này ta không nghe nhầm chứ? Nè, vậy ngươi nói xem, rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Các ngươi muốn ám sát Liễu Hiên Minh, ta có thể giữ bí mật cho các ngươi.
Nhưng các ngươi phải đợi đến lúc Liễu Hiên Minh thành thân với Khởi Mộng xong mới được ra tay. Nếu không, ta nhất định sẽ vạch trần các ngươi. Tại sao bọn ta phải nghe lời ngươi chứ? Ngươi còn lựa chọn nào khác sao? Vậy Liễu Hiên Minh và công chúa Khởi Mộng bao giờ mới đại hôn? Chỉ cần Liễu Hiên Minh đồng ý với điều kiện liên hôn đã hứa trước đây thì sẽ rất nhanh. Đứng lại! Người muốn uy hiếp ta, giúp người thuyết phục Liễu Hiên Minh cắt đất dân vàng, chẳng sao cả. Lúc thì cô muốn giúp Liễu Hiên Minh, lúc thì lại muốn giết Liễu Hiên Minh, lúc thì làm bộ làm tịch, lúc thì thẳng thắn thật thà. Bổn quân vốn tưởng là cô thích Liễu Hiên Minh, nhưng bây giờ bổn quân yên tâm rồi. Yên tâm cái gì? Đợi sau khi chúng ta làm xong việc mỗi người cần làm thì theo bổn quân về thành Thiên Mạc đi. Ta muốn giết Liễu Hiên Minh, ngươi không ngăn cản. Xem ra mục đích thực sự của các ngươi khi đến đây lần này không phải là để liên hôn. Rốt cuộc các ngươi có mục đích gì? Cô đoán xem. Không muốn chết thì tránh xa ta ra. Ta không đợi được nữa rồi. Đừng mà, người ta sợ lắm đó. Ngươi, bổn quân ngày càng có hứng thú với cô rồi đấy. Ta, vội vàng như vậy để đi hành thích Liễu Hiên Minh sao? Được rồi, hôm qua bổn quân đã hơi thất lễ, mong tam muội đại nhân đại lượng, đừng chấp nhặt với bổn quân. Phải thế nào thì tam muội mới nguôi giận? Người tránh xa ta ra thì ta sẽ hết giận. Đừng quên, bổn quân biết chuyện cô muốn hành thích Liễu Hiên Minh đấy. Thì sao? Bổn quân chỉ cần hô lên một tiếng, ta hô giúp ngươi. Ta muội muốn giết Liễu. Được rồi, cô giỏi lắm. Bổn quân chịu thua. Trên đời này lại có cô nương thú vị như vậy, thật khiến cho bổn quân không thể kìm lòng. Ngươi đến hoàng cung thành Hiên Nguyệt để tìm thành chủ thành Mộc Hề. Ngươi coi ta là trẻ con lên ba hả? Diệp Chiêu Nam mất tích trong rừng. Ta nghe nói Liễu Hiên Minh đã đưa. Ngươi dám gọi thẳng tên của vương huynh ta sao? Ta nghe nói Liễu thành chủ có đưa một người về. Ta tưởng là Diệp Chiêu Nam. Đúng là cô ta rất giống Diệp Chiêu Nam, nhưng cô ta là nữ. Người đang nói đến tam muội sao? Hình như là người đó. Sao lại trùng hợp vậy chứ? Lấy bọn chúng ra được chưa? Hình như bọn chúng đang đánh nhau ở bên trong. Lấy ra kiểu gì đây? Ngươi ngoan ngoãn nghe lời đi. Ngươi là thích khách đệ nhất thiên hạ đấy. Bổn công chúa muốn khắc một câu đối lên người ngươi. Vế trước là thích khách đệ nhất thiên hạ, vế sau biết là chịu thua công chúa Vân La. Hoành Phi thì là buồn cười chết người. Tốt nhất đừng để ta bắt được cô. Nếu không, ta nhất định sẽ băm cô ra thành trăm mảnh. Đừng vội, đợi bổn công chúa khắc xong rồi nói tiếp.
cung Vĩnh Thọ. Phụ vương biết Thái phu nhân thích hoa cỏ, nên trước khi đi đã dặn Khởi Mộng mang rất nhiều hoa cỏ từ thành Thiên Mạc đến đây. Dương thành chủ có lòng quá. Người đừng nói vậy, chỉ cần Thái phu nhân thích thì dù là thứ quý hiếm đến đâu, phải đi đến tận nơi đâu, thì Khởi Mộng cũng sẽ tìm về cho Thái phu nhân. Khởi Mộng có lòng quá. Đã vào cung rồi thì sau này Ai Gia sẽ coi con như nữ nhi của ta. Khởi bẩm Thái phu nhân, Tam muội cầu kiến. Tam muội. Thái phu nhân, con yêu tinh đó đến đây chắc chắn không có chuyện gì tốt đẹp. Đến tận bây giờ Thiên Nguyệt nhà ta vẫn đau nhũng cả tay chân đây, làm gì có ai bắt người ta nhảy ếch cả đêm cơ chứ. Đừng có mở miệng ra là hồ ly tinh. Nếu Thiên Nguyệt không có ý xấu thì sao lại bị người ta nắm thóp. Thái phu nhân, gọi cô ấy vào đi. Dạ. Công chúa Khởi Mộng đã gặp Tam muội chưa? Gặp rồi ạ. Trước đây lúc vào trong thành, chính là lúc ở trên đại điện, Tam muội tỷ tỷ đi cùng Hiên Minh ca ca, còn truyền lệnh giúp Hiên Minh ca ca nữa. Thật sự rất oai phong. Rất nhiều tùy tùng của Thiên Mạc không biết, còn tưởng Tam muội tỷ tỷ mới là thành chủ. Khởi Mộng thật sự rất ngưỡng mộ. Khởi Mộng không có bản lĩnh như vậy, không thể san sẻ nhọc nhằn với Hiên Minh ca ca. Nô tỳ quan Tam muội bái kiến Thái phu nhân. Đứng lên đi. Tạ ơn Thái phu nhân. Nghe danh cô đã lâu, hôm nay cuối cùng cũng được gặp người thật. Thái phu nhân quá khen. Nếu Thái phu nhân không chê thì có thể gọi nô tỳ bất kỳ lúc nào. Tam muội tỷ tỷ. Công chúa Khởi Mộng, vừa nãy người đang nói về nô tỳ sao? Đúng vậy, Khởi Mộng đang kể là Tam muội tỷ tỷ rất giỏi. Không thể khen ngợi bừa bãi vậy được đâu. Mấy câu như tưởng ta mới là thành chủ, không giống như khen người ta, mà giống hại người ta hơn. Vậy sao? Khởi Mộng không hiểu thế sự, nói năng thiếu suy nghĩ. Tỷ tỷ đừng để bụng nhé. Hôm nay Tam muội đến đây vì chuyện gì? Thái phu nhân, hôm nay Tam muội đến đây ngoài để thỉnh an Thái phu nhân thì còn một việc nữa. Xin Thái phu nhân đòi lại công bằng cho ta. Chuyện gì? Tối qua chủ thượng và nô tỳ đã thân thiết da thịt. Hả? Mong Thái phu nhân đòi công bằng cho ta. Hả? Liễu Hiền Minh sẽ không dễ dàng tin ta. Vậy nên chúng ta phải làm hai việc. Việc đầu tiên sẽ do ta làm. Ta sẽ đi cầu xin Thái phu nhân khiến cho Liễu Hiền Minh tin rằng ta thật lòng thích hắn. Hơn nữa còn không ngại bức hôn Thái phu nhân vì hắn. Chuyện thứ hai sẽ do mọi người làm. Hơn nữa, càng nhanh càng tốt. Phải mau chóng làm xong trước khi Liễu Hiên Minh phát hiện ra chúng ta. Thành chủ giá đáo. Nhi thần bái kiến mẫu hậu. Ai gia hỏi con, tối qua có phải con đã sàm sỡ Tam muội không? Bẩm mẫu hậu, đúng là có chuyện đó. Từ nhỏ Ai Gia đã dạy con thế nào mà con lại dám vô lễ như thế với nữ tử? Con tưởng mình là thành chủ thì có thể tùy tiện làm bậy sàm sỡ nữ tử sao? Mẫu hậu bớt giận. Từ nhỏ nhi thần đã luôn tuân theo lời dạy, chưa từng có cử chỉ vô lễ, càng chưa từng có suy nghĩ quá đáng với nữ tử. Tam muội, còn dám biện minh à? Thái phu nhân bớt giận. Lời chủ thượng nói là thật, nhưng ngài ấy không sàm sỡ ta, mà hai chúng ta là tình cảm từ hai phía. Tam muội, cô đừng sợ. Nếu là nó sàm sỡ cô thì Ai Gia ắt sẽ đòi lại công bằng cho cô.
nhân. Nô tỳ không hề có suy nghĩ quá đáng nào, cũng không muốn xen vào hôn sự của chủ thượng và công chúa khởi mộng. Tam muội tỷ nói gì thế? Hiên Minh ca ca là nhân tài kiệt xuất, có người thích cũng là chuyện thường. Lại thêm tam muội tỷ tài hoa hơn người, trí tuệ siêu phàm. Nếu tam muội tỷ có thể phò tá Hiên Minh ca ca, thì Hiên Minh ca ca ắt sẽ thực hiện được sự nghiệp bá chủ thiên hạ. Khởi mộng muội muội đúng là hiểu lòng người. Minh Nhi, bất kể thế nào, con cũng phải có câu trả lời cho tam muội. Nhi thần hiểu rồi. Công chúa bớt giận, thân phận của người chẳng cần phải tức giận với con ả thấp kém đó. Vậy tại sao Liễu Uyên Minh lại cứ thích con ả thấp kém ấy? Chẳng lẽ ta còn chẳng bằng ả? Ta còn tưởng tên Liễu Hiên Minh này là bậc chính nhân quân tử đứng đắn, không ngờ cũng là hạng lưu manh mà thôi. Dịch Dương Quân, người mau đi giải quyết con ả khốn kiếp ấy cho ta. Cô phải nhớ kỹ mục đích chuyến đi này của chúng ta, chớ có sinh sự nhiều. Cô thành hôn với Liễu Hiên Minh sớm ngày nào thì chúng ta sẽ đạt mục đích sớm ngày đó. Không xả được cơn giận này, bốn công chúa quyết không bỏ qua. Cô đừng sinh sự nữa đi. Cô không đấu lại cô ta đâu. Ta muốn xem thử trên đời này có kẻ mà khởi mộng ta không thắng được không. Tử cung, tất cả đều trong kế hoạch của cô phải không? Đầu tiên là chiếm trái tim ta, rồi tới chỗ thái phu nhân đòi danh phận. Bụng dạ khó lường thật đấy. Thì ra ngài nghĩ ta như vậy à? Vậy thì ta yên tâm rồi. Cô nói sao? Hả? Ta nói ta thấy hơi không khỏe, ta về trước đây. Liễu Hiên Minh, vì tính mạng của cả nhà ta, ta chỉ đành dùng hạ sách này. Muốn trách thì hãy trách tạo hóa trêu ngươi. Mọi việc đều là số mệnh, không do người quyết định. Sao chìa khóa lại rơi ở đây? Người đâu? Có thích khách. Chủ thượng, chủ thượng, có thích. Bẩm chủ thượng, khách cung lệnh biết được có kẻ muốn bỏ độc vào trong rượu nên sắp xếp chúng thần hộ giá. Diêu Hổ, đứng lại. Tên thích khách đó là đồng bọn của cô ta. Chúng muốn hành thích ta.
7. Chẳng phải cô muốn giết ta sao? Ta cho cô cơ hội này. Nơi này không có mai phục. Ngài ném đao cho ta ư? Ta không thể ngờ được người mà ta gửi gắm cả đời mà lại hướng đao kiếm vào ta. Ngài, bớt ra vẻ giả tạo đi. Cô vào cung chẳng phải để ám sát ta sao? Ngài quát ta. Ngài lại quát ta. Hả? Ta có quát à? Ta... Cô đừng có dùng lại trò cũ. Muốn tỏ ra ấm ức để qua chuyện. Được. Chẳng phải ngài muốn biết sự thật sao? Ta sẽ dẫn ngài đi xem sự thật. Thoải mái, thoải mái, thoải mái. Đúng là to gan, dám lừa dối ta. Bẩm chủ thượng, lão nô không dám. Lão nô chỉ là vì đứa con gái si tình nên bọn ta mới đành phải làm thế. Xin chủ thượng thứ tội. Xin chủ thượng thứ tội. Xin chủ thượng thứ tội. Con gái. Chủ thượng, đây là thứ tìm được từ hệ quan cục. Liễu Hiên Minh sẽ không dễ dàng tin ta. Vậy nên chúng ta phải làm hai việc. Việc đầu tiên là sẽ do ta làm. Ta sẽ đi cầu xin thái phu nhân khiến Liễu Hiên Minh tin rằng ta thật lòng thích hắn. Hơn nữa còn bức hôn với thái phu nhân. Chuyện thứ hai sẽ do mọi người làm. Càng nhanh càng tốt. Phải mau chóng làm xong trước khi Liễu Hiên Minh phát hiện ra chúng ta. Chuyện gì vậy? Vẽ tranh Liễu Hiên Minh. Càng nhiều càng tốt. Vẽ tranh ư? Chẳng phải tôi rồi sao? Bọn ta đâu có biết vẽ. Không biết vẽ. Ta biết. Những bức tranh này đều là Tam Muội vẽ trước khi vào cung. Tam Muội từng tình cờ nhìn thấy vẻ ngoài của chủ thượng. Từ đó thề cả đời chỉ thành thân với chủ thượng. Sau đó gia đình bọn ta sa sút nên vào cung làm thái giám. Vì muốn giúp cho Tam Muội thực hiện ước mơ này nên mới nghĩ đến cách đào đường hầm cho Tam Muội tiếp cận chủ thượng. Lần cứu giá đó cũng là các ngươi sắp xếp sẵn sàng. Bẩm chủ thượng, hôm đó chủ thượng xuất cung, bọn ta đã nói cho Tam Muội biết. Vốn Tam Muội định nhân cơ hội này tiếp cận chủ thượng. Không ngờ chủ thượng bị ám sát nên Tam Muội mới liều mạng cứu giá. Người đánh ngất thị vệ trốn trong tủ quần áo cũng là các người sao? Chủ thượng, bọn tôi muốn đào đến tẩm cung nên mới lẻn vào tẩm cung tìm lối ra thích hợp nhất. Tủ quần áo là an toàn nhất, khó bị phát hiện nhất. Ba người các ngươi lại vì cô ta mà làm chuyện hoang đường như thế. Chủ thượng, lão nô chỉ có một đứa con gái, chỉ cần là thứ nó muốn. Lão nô có liều cái mạng già này cũng không tiếc. Chủ thượng tha mạng. Xin chủ thượng tha mạng. Cha, xin chủ thượng tha mạng. Cha, con gái. Đứa con gái số khổ của ta. Tam Muội, Tam Muội, chúng ta đúng là không dễ dàng gì. Không dễ dàng gì. Hỗn xược. Các người xem đây là nơi nào? Đừng ảo tưởng nữa.
Chủ thượng anh minh thần võ, trí dũng vô song, nữ tử thích chủ thượng nhiều vô số kể. Hạng như cô ư, tầm thường không đặc biệt. Đến diêu hổ ta còn chẳng thích, huống chi là tới chủ thượng. Cô tưởng chủ thượng mù à? Diêu hổ, có. Cút. Dạ.